Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy có thể in được những content giả trên những thùng hàng, thùng carton. Thì đây là dòng máy em muốn giới thiệu với mọi người, có model đó là RIN412BI có mang công nghệ của Nhật Bản. Thì như mọi người thấy là trên những cái thùng hàng mà xuất nhập khẩu hoặc là những thùng hàng mà xuất trong nước thì thường thường mình thấy là những cái content nhãn mà dán trên những cái thùng hàng đó, nó sẽ bao gồm những thông tin ví dụ như tên sản phẩm, model, rồi serial number, part number hoặc là số lô, rồi ngày xuất kho. Mục đích nó là để hỗ trợ trong việc xuất nhập kho và có những cái mã vạch, và đi kèm đó là trong việc mà quá trình vận chuyển nó sẽ có những cái thông tin của sản phẩm trên đó. Thì đây là dòng máy em muốn giới thiệu mọi người, nó có thể là in tốt và rõ nét những cái content nhãn đó. Thì bây giờ mọi người hãy cùng em khám phá chiếc máy này. Thì đây là dòng máy in chuyên in những cái con tem nhãn dán thùng những hàng dán thùng carton, có model đó là RIN412BI cộng mà em muốn giới thiệu tới mọi người. Thì mọi người có thể là nhìn hình dáng xung quanh bên ngoài của chiếc máy nhá. Đây, chiếc máy đây là cái dòng desktop để bàn nên thành ra là mọi người có thể thấy nó khá là nhỏ gọn, thành ra mình có thể là để ở trong những cái khu vực không chiếm nhiều diện tích, rất là tiện lợi ha. Đây là em mở vào bên trong của máy, mọi người có thể nhìn sơ qua ha. Đây, chiếc máy thì rất là cứng cáp nha mọi người. Đây, phía sau đây là hộp giấy này có thể là chứa được là cuộn giấy 50m. Còn phía trước này đây là mực thì mình có thể là chứa được cái cuộn mực tối đa đó là 300m nha mọi người. Thành ra là nó mình có thể sử dụng được lâu, đỡ mất thời gian là thay ra thay vào ha. Còn đây là đầu in của máy, đây là máy RIN412BI cộng có là độ rộng đầu in là 4 inch, tương đương với là 104mm. Đây là đầu in, cái bộ phận khá là quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất đối với cái dòng máy này. Thì chiếc máy này có tốc độ in của nó là cao nhất, đó là 4 inch/giây. Rồi em mở cho mọi người xem phía sau ha. Đây, phía sau máy này đây là có một số cổng kết nối. Đây đầu tiên đây là cổng len ha, đặc biệt dòng máy để bàn mà có cổng len thì cũng rất là một đặc điểm rất là nổi trội đối với dòng máy RIN này. Tiếp theo đó là cổng RS232 và cổng USB, đây là cổng thông dụng, thành ra là cổng kết nối khá là đa dạng, mình có thể là ứng dụng được nhiều. Đây. Rồi. Thì bây giờ em sẽ tiến hành thử cho mọi người xem về cái khả năng in ấn cùng như là cái tốc độ in của cái dòng máy RIN412BI cộng này, để mọi người có thể xem. Đây, mình cắm vào được bởi nguồn lên thôi, thao tác khá là nhanh và khá là đơn giản. Thì trên máy in của em thì em là thiết kế sẵn của con tem ở cái này thôi, thì em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem để mọi người có thể là xem khả năng in. Này, mọi người có thể thấy là tốc độ in khá là nhanh ha. Em đang sử dụng tốc độ in là 3 inch/giây, tốc độ in maximum của nó là 4 inch/giây. Đây những cái thông tin của nó này, những cái chữ và mã vạch này rất là rõ ràng, mã QR code này, những cái ký hiệu ở trên đó, những cái dòng chữ lớn, chữ nhỏ, số, mọi người có thể thấy là nó rất là rõ ràng ha. Đặc biệt trên đó nó có thể là in được theo số nhảy theo từng thùng thùng 456 hoặc là 12345 đó, tới số bao nhiêu đó thì nó sẽ dừng. Đây, nhìn người có thể nhìn trực quan để có thể là đánh giá được cái dòng máy này có thể là in được những cái con tem nhãn dán thùng hàng và thùng carton. Đây rất là tiện lợi khi bạn có những cái đơn hàng hoặc là mình có những cái tiền hàng cần phải dán thì mình in xong lột lên dán lên những cái thùng hàng, như vậy nó rất là tiện lợi, đỡ mất thời gian cũng như là tiết kiệm được rất nhiều công sức của mọi người. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cũng như là in thử cho mọi người xem về cái khả năng in ấn đối với những cái loại tem nhãn dán thùng hàng, thùng carton của dòng máy RIN412BI cộng này. Thì như mọi người thấy là nó rất xứng đáng để mình có thể đầu tư để phục vụ cho cái công việc của mình đối với là công ty và tổ chức. Thì nếu mọi người cần tư vấn thêm về những cái kích thước tem nhãn hoặc là những chất liệu tem nhãn và chất lượng của những cái dòng máy in, mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaovat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.